cho nên là quay trở lại với tập 6 của chị Ma nhá. Chiều nay bình luận của anh em thì tôi nên sẽ làm tập 6 của chị Ma nhá nhé. À thôi, nói lúc sau tôi đã chọn nhân ra thì tôi đã thấy một bóng cực kỳ cao và tôi nhìn xóa tôi khét lên thật to. Rồi xong tôi sợ quá, tôi chạy luôn. Và tôi thấy nữa nhóm kỳ lạ và bí ẩn, mấy người này có một tên là sát nhân máu lạnh trong ít bí bát ta, thì mấy thanh niên này đến chặn đường tôi đi. Rồi sau á, tôi không còn đường thoát thì tôi phải cầu xin đầu hàng. Thì tôi đầu hàng xong, mấy người sát nhân máu lạnh kia đã biết như thế là mấy ông ta đã tìm cách để chôn được cậu ấy. Rồi xong á, cậu ta thì sợ hãi, xong cậu ta chạy thật nhanh về nhà thành phố. Và sau cậu đã về thành phố thì cậu đã vui vẻ và không chút sợ hãi nào hết, cho nên là cậu đã thấy bớt hiền lành rồi. Rồi cậu biết theo ngày mai cậu sẽ làm kế tiếp nữa, cậu sẽ cố gắng làm thế nữa để cậu may mắn nhiều hơn. Và anh em còn nghĩ cậu ta sẽ làm gì? Mời các bạn nhé, cậu ta liền sợ hãi và không lo xin tha. Rồi hôm sau cậu ấy sẽ trở về thành phố và nói ba mẹ là có người bên Thái họ bảo dâm máu lạnh chết con, nhưng mà ba mẹ đã không tin, nói là chắc là con bị hoa mắt hoặc là con bị ảo tưởng thôi. Thôi sao con đi ngủ đi, ngày mai còn làm tiếp. Rồi ba mẹ nhìn nói tôi như thế, tôi đi ngủ ngay chứ không là ngày mai đã có chuyện mất. Hiện tại tôi bây giờ tôi đã sáng dậy rồi, tôi đã sáng dậy và tôi đi ra ngoài đường thì tôi đã không sợ nữa. Tôi gần đảo lên rồi tôi sẽ đi trên một con đường vắng tanh và có một ai đang đi. Tôi hỏi bạn ơi, bạn tên gì vậy? Bạn ấy không thể trả lời, bạn nên nói là mày là ai. Rồi tôi liền biết vậy, tôi liền kiểm tra, đó chính là tôi gặp sang nhân máu lạnh trong cái video ta từ hồi hôm qua. Tôi nhìn như thế là tôi sẽ thấy như thế là tôi sẽ chặn một cái, xong ấy tôi đã quay trở lại nhà mà tôi được chạy nhanh quá. Tôi may là tôi còn kịp chứ không là chết với đám người bắt ta luôn. Bye anh em, hiện tại cậu ta tính làm gì mà các bạn hãy gọi đến tập 7 nhé. Bye anh em. Bye.